Câu câu nữa là chết. Bạch thầy, hai vợ chồng con đã phạm một số sai lầm khi có một vài lần sử dụng các biện pháp khứ khóa gia đình. Xin được kính hỏi tự tọa là quan điểm của Phật giáo về vấn đề não thai, phá thai như thế nào và giải pháp để vợ chồng con sửa chữa sám hối tội lỗi này như thế nào? A Di Đà Phật. Có thể có 5 tình huống dẫn đến sự phá thai, nhưng chỉ có một tình huống duy nhất là được chấp nhận một cách bất đắc dĩ theo quan điểm của đạo Phật. Tình huống một là loại trừ sự sống. Nếu cái phán quyết của bác sĩ đó về việc giữ bào thai thì mẹ chết, đó là một cái sự thật hiển nhiên, không có một sự lựa chọn khác, thì việc não phá thai trong tình huống này là để ít nhất là giữ được một mạng sống, thay vì cả hai mạng sống cùng chết. Tình huống hai là nạn nhân của cưỡng dâm, thì cái người nữ đó đó không có thương yêu gì cái người phạm tội này, và đứa con một cách bất đắc dĩ đó sẽ khó được người mẹ gọi là thương yêu chăm sóc, thì đó không phải là kết quả của tình yêu. Tình huống ba là cả nam lẫn nữ không trong tư thế là làm cha mẹ, và ở cái tuổi quá non, chưa đủ kiến thức cũng như được sự đồng ý của luật pháp để làm cha mẹ, cho nên phần lớn các gia đình đó là quyết định phá thai. Tình huống bốn là phát hiện giới tính của thai nhi không đúng với cái nguyện vọng của mình, hoặc là phát hiện cái tình trạng dị tật bẩm sinh mà sau khi sinh ra đó đứa con đó phải bị lệ thuộc vào cha mẹ hoặc là xã hội nuôi nắng trọn đời. Tình huống năm là do đó nghèo nàn, sợ rằng là sinh ra con là làm cho đứa con phải bị ăn xin hay là nghèo khó từ nhỏ. Thì bốn tình huống còn lại này đó là đáng trách và khó có thể chấp nhận được. Ở xã hội đó thì có rất nhiều người rơi vào chứng bệnh vô tự, hoặc từ người vợ, hoặc từ người chồng, hoặc từ cả hai. Họ muốn có đứa con, thèm có đứa con mà không có được. Đang khi đó những người đó não phá thai đó, từ bốn trường hợp vừa nêu đó, là không hề muốn có con mà lại có con quẩy muốn. Tình trạng chéo cái ngọng đó đó làm cho người ta bị khổ và đau. Cho nên đó, trong xã hội này cũng có rất nhiều người có bàn tay từ bi, lòng nhân ái, sẵn sàng nuôi những đứa con rê, nuôi những đứa con dị tật bẩm sinh, nuôi những đứa con hoài y bút. Chúng ta nếu không làm được việc đó thì hãy trao cơ hội cho những người có nhu cầu này làm công việc này. Và xã hội này có rất nhiều tổ chức và cá nhân tình nguyện làm việc này. Thì làm được như vậy đó thì chúng ta không phải gieo một cái nghiệp sát với nấm ruột thịt của mình, và tạo một cái cơ hội cho người khác có thể có được đứa con nuôi, có thể có cơ hội để mở rộng từ bi ba mặt. Đó là cái sự bù trừ. Vấn đề mà chúng ta cần phải nêu ra ở đây đó là gì? Sau khi đã lỡ phá thai hoặc là bị sảy thai ngoài ý muốn, thì người tu học Phật không cần phải đến chùa tham dự các khóa lễ cầu siêu thai nhi. Các vấn đề này mới được bày biện khoảng 8 năm trở lại đây thôi, trước đây không hề có, vì không cần thiết. Tại sao là không cần thiết? Vì là một thai nhi, cho nên sự phát triển các cái hệ thống thần kinh là chưa có trọn vẹn. Do vậy các cháu thai nhi sau khi bị sảy thai hoặc phá thai tái sanh liền ngay lập tức. Người chết đó là người lớn thì mới có chấp trước nhiều, mình đôi lúc mới trì hoãn cái tiến trình tái sinh của mình bằng sự tiếc nuối trong khoảng một thời gian nhất định mà theo đạo Phật nhiều nhất là 49 ngày. Còn các bé thai nhi là không có tình trạng đó, cho nên không cần thiết phải làm khóa lễ cầu siêu thai nhi. Mà hiện nay thì nhiều chùa bài biện vấn đề này. Các chị phụ nữ đang sống hạnh phúc với chồng của mình hiện tại, khi dự một cái khóa lễ cầu siêu thai nhi về đó là bất an, bị ác mộng,
khi nghe quá nhiều về cái tội lỗi phá thai. Và đôi khi đó rất nhiều người đó là còn bị tồi tệ hơn đó, là chẳng những chẳng có gieo cái nghiệp mới gì để chuyển hóa nó, mà chỉ lo niệm Phật, lại Phật, sám hối vậy thôi, thì tội vẫn còn nguyên, mà cái phiền não nó lại tăng trưởng, cái khổ đau nó có mặt. Cho nên tốt nhất đó là ai đã lỡ phá thai hoặc là sảy thai thì chỉ cần làm động tác chuyển nghiệp thôi. Chuyển nghiệp có nhiều cách trong tình huống này. Thứ nhất là hiến tạng hoặc hiến mô cho khoa học và hiến xác cho y học sau khi chúng ta qua đời. Thì cái việc mà hiến tặng này nó giúp cho chúng ta tạo cơ hội được tái sinh lần thứ hai trên cùng một kiếp sống này ở những người có nhu cầu, thay vì mình để cho cái thi thể vô dụng này đó bị chôn dưới lòng đất, bị thiêu bởi lò hỏa thiêu, thì cái thi thể đó ít nhất là phục vụ cho cái mục đích y khoa khoảng 3 năm. Rồi tạng và mô còn lại của chúng ta bao gồm luồng phủ của tạng đó có thể cấy ghép vào trong cơ thể của một người đang bệnh và có nhu cầu được sống. Thậm chí nếu cái cơ thể đó được khỏe mạnh đó, thì cái việc mà lắp ghép tạng nó có thể mang lại sự sống cho giúp một người có về trái tim, một người cần về quả thận, một người cần về gan, vân vân, về ba mạng sống. Thì cái việc làm đó là chuyển nghiệp sát hại sự sống một cách rất là thiết thực và có ý nghĩa nhân văn, ý nghĩa sống rất là cao. Thứ hai, tham gia vào các hoạt động hòa bình, bảo vệ sự sống, quyền được sống, và tôn trọng sự sống đó bằng cách là chăm sóc sức khỏe cho người khác bằng các hoạt động tình nguyện. Còn nếu là bác sĩ thì đề cao y đức ở trong y khoa và nhiều các hoạt động khác, thì đây là các hành động chuyển nghiệp trực tiếp về nghiệp sát sanh. Thứ ba, hưởng ứng việc ăn chay, kêu gọi giữ gìn môi trường sinh thái, rồi giữ gìn sự cân bằng sinh thái, không có giết và tiệt chủng các cái loại hình sự sống của động vật, để cho hành tinh này đó nó được bền vững hơn, nạn hâm nóng toàn cầu được hạn chế một cách tối đa. Và tham gia vào việc ăn chay trường đó là trở thành anh hùng bảo vệ môi trường. Thì đây là những cái nghiệp trực tiếp để chuyển hóa các nghiệp sát sinh ở trong quá khứ. Còn cái việc lại Phật, niệm Phật chỉ làm cho tâm chúng ta được bình an thôi, chứ nó không chuyển được cái nghiệp giết hại đó. Phải thay đổi nghiệp bằng cách là gieo trồng các nghiệp mới có cái chức năng đối lập với các nghiệp cũ xấu trong quá khứ. Còn nếu ai không làm được việc này đó thì có lại Đức Phật 1 tỷ lại, có niệm Đức Phật 100.000 tỷ 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 niệm, thì cái nghiệp sát sinh, phá thai và sẽ thai vẫn còn hữu quyền. Cho nên nhận thức điều đó, chuyển nghiệp là chính. Các chị em phụ nữ không cần phải tham dự các khóa lễ cầu siêu thai nhi. Nếu có chăng á, là những người đang chuẩn bị làm vợ, làm chồng nên tham dự các khóa lễ đó để được nghe về cái tội lỗi của nghiệp sát hại thai nhi, để không phải vướng kẹt vào đó. Còn người nào đã lỡ vướng kẹt rồi đó thì không cần phải đi tham dự, chỉ cần gieo nghiệp gọi là mới như vừa nêu thôi, thì các cái nghiệp xấu đó sẽ được kết thúc ngay trong kiếp sống hiện tại này. Ví dụ như một chị em phụ nữ nào đó phá thai 3 lần, nhưng mà mình là tạo cơ hội cho một người đang tự tử được sống lại, mà chúng ta làm trong một kiếp người là được 30 lần như thế, thì cái 3 cái nghiệp sát hại 3 mạng sống này kết thúc và chúng ta còn cái phước báo 27 trường hợp. Thế đó là cái cách rất là tích cực. Bằng nhận thức này đó thì chị em Phật tử lỡ ra phá thai đó, hãy tích cực dấn thân, tạo cái cơ hội được quyền được sống ở người khác, khích lệ người khác hiến sát cho khoa học, rồi bản thân mình tham gia vào các cái hoạt động gìn giữ hòa bình, bảo vệ môi trường, sinh thái, vân vân. Thì lúc đó đó chúng ta không còn phải sợ cái kiểu này nữa, vì kiểu đó nó đã được kết thúc khi mình còn sống rồi. Thậm chí mình còn dư lại cái phước quả từ các cái nỗ lực nghiệp mới này. Vì thời gian đã hết rồi, xin kết thúc tại đây.
Và kính chúc tất cả được an lành trong chánh pháp và hạnh thông trong cuộc đời.